Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án nhận một NFT free từ dự án Skill Lab. Raid NFT nhân với chúng ta sẽ nó sẽ kết hợp với cái dự án Chico và Roco. Chico Roco thì hôm trước thì chúng ta đã làm cái dự án Chico Roco, chúng ta nhận cái NFT đấy. Thì cái dự án này vẫn có nhá, vẫn có NFT để nhận free hàng ngày đó mọi người. Ôi, hôm nay sao nó bắt sync app lại nhỉ? Thôi mình không sync app nữa nhé mọi người nhé. Để mình sync app sau đi. Cái dự án này thì mình đã để cái link bên dưới cho mọi người rồi. Ôi cái super red này mà hôm nay không biết mà vào mà lấy này mọi người này à. Mọi người nó lấy hết rồi nè. Nó không phải là hôm nào cũng có super red mọi người ạ. Thi thoảng nó mới có thôi cho nên là mọi người mình phải để ý ấy. Thôi cái này thì mình để sẵn để link bên dưới cho mọi người check nhé. Dự án này thì nó kết hợp với Chicoroco. Dự án này thì cũng đang thì cho free một ngày một cái NFT đấy. Đấy thì bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn tham gia cái dự án này luôn. Cái dự án Chicoroco thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người check nhé. 7888 slot nhé, với lại cộng với top 1000. Sao vậy? Ai nhắc tôi vậy? Một 4 day nữa là kết thúc này mọi người. Bạn nào mà chưa làm thì các bạn làm nhé. Nó cũng có nhiệm vụ khá là đơn giản thôi. Chúng ta flow discount cao này, flow Telegram này. Đây cũng thế này. Chúng ta join luôn đi nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ join Twitter. Mấy cái nhiệm vụ cơ bản thôi, không có gì phức tạp cả. Mọi người unfollow nhé. Chicoroco thì cũng đang cho cái NFT free mà cũng chưa biết là nó list sàn hay chưa. Đấy, nó đang trong thời gian là chuẩn bị list OpenSea nhưng mà không biết có ổn không. Vẫn đang cho free thì mình cứ nhận free đi đã nhé. Cái này thì là rep này, các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè. Còn cái phần gì nhỉ? Bên này này thì mọi người cứ join đi nhé. Discount mọi người join hai cái group ở trên Discount. Đấy nó bị đầy này mọi người. Đấy, mình phải rời bỏ một số cái dự án thì mình mới join được. End date này là ngày 26 tháng 5. Mong là cái Chicoroco nó cũng lên được sàn cho mình. Các bạn mà làm theo mình cái dự án này thì cũng đã khá là nhiều rồi. Nhiều nhiều collect được khá là nhiều rồi đấy. Chico à? Không phải là Chico, dự án đấy là gì? Roco. Đây, Chico Roco. Dự án này thì vẫn cứ nhận NFT free này. Bạn nào mà muốn nhận thì mình để cái link bên dưới cho mọi người nhận luôn nhé. Cái này thì mình đã đăng ký lâu rồi, hướng dẫn lâu rồi mọi người ạ. Đây con Super Red mà hôm nay không nhận được luôn. Con này thì là con Common thôi. Common thì nó không 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 có tốt. Nó là con bình thường mọi người nhé. Đấy, những cái con mà su red hoặc là super red ấy, thì mới là nhiều. Nhờ giá trị nó cao ấy. Con này thì vẫn cứ nhận hàng ngày thôi mọi người nhé. Mỗi ngày thì mọi người log in vào để nhận nhé. Đấy, con này thì chúng ta collect rồi nhưng mà nó chỉ là common thôi chứ nó không phải là cái to. Mình thử spend go xem có cho spend được không nhỉ? Không được à? Hình như là phải có 10 NFT thì cũng cũng được nhé.
cũng được một cái go này. Đây, chúng ta ấn vào collect. Bạn nào mà có đủ 10 go thì các bạn có thể làm như thế này được nhé. Con này cũng có mâm này. Trời ạ, tôi không có muốn có mâm. Tôi muốn red cơ. Hình như là được có một lần. Đấy, được có một lần thôi. Tại vì là hôm này. Ok, mọi người vào đây để nhận NFT luôn nhé. Red mà mình mất hết. Mất con red rồi mọi người ơi. Bực mình ghê cơ. Ngay con red thì nó mất hết mất. Super red. Ok, mình để link cả cái con này bên dưới cho mọi người cùng làm luôn một thể nhé. Cũng là nhận được FT free thôi. Đấy. Con Chikoroko thì mọi người vào hàng ngày. Các bạn vẫn có thể nhận được hàng ngày nhé. Đấy. Link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị trên cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này cùng mình và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.